Chào mừng các con đã trở lại với khóa học Tiếng Việt lớp 1 của olm.vn Các con thân mến, ở bài học trước, cô trò chúng mình đã học về vấn Âu, Âu và eu. Chúng ta cùng củng cố lại một số kiến thức nhé. Cô khen các con đã nắm rất tốt kiến thức cũ. Sau đây, các con cùng quan sát hình ảnh và cho cô biết. Hình ảnh trên có loài vật gì và nó đang ở đâu, làm gì? Đúng rồi. Chúng ta có thể thấy trong bức tranh trên có một chú chim sẻ đang đậu trên cành cây lựu và cất tiếng hót líu lo. Từ hình ảnh trên, cô có câu văn Chim sẻ hót líu lo trên cành cây lựu. Trong câu văn này, các con có thể thấy cô tô đỏ vần yêu trong tiếng líu, vần ưu trong tiếng lựu. Hai vần yêu, ưu cũng chính là các vần mới mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Cô vào bài mới. Bài 45, vần yêu, ưu. Đầu tiên, cô và các con cùng nhận biết hai vần này. Cô có chữ y kết hợp với chữ u, cô được vần yêu. Thay chữ y bằng chữ ư, cô được vần yêu là sự kết hợp của chữ ư và chữ u. Từ những nhận biết trên, cô có các câu văn với hình ảnh minh họa như sau. Bức tranh đầu tiên, các con có thể thấy đây là khung cảnh bãi biển vào một buổi sáng trên bãi biển không có một bóng người từ hình ảnh trên cô có câu văn những con sóng dịu êm xua tan vẻ điều hiu của bãi biển các con hãy gạch chân dưới vần yêu trong câu văn trên các con đã xác định rất tốt trong câu văn trên có thể thấy vần yêu xuất hiện trong từ dịu êm và điều hưu. Vần yêu đã được cô tô màu đỏ trong câu văn. Dịu êm tức là nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu. Điều hưu tức là vắng vẻ. Tiếp theo, cô có hình ảnh bốn chú trâu. Cùng câu văn. Tuổi Sửu là một trong 12 con giáp. Các con hãy cho cô biết tiếng nào ở trong câu trên có chứa vần ưu. Đúng rồi, các con đã quan sát rất tốt. Vần ưu xuất hiện trong tiếng Sửu và đã được Cô tô màu đỏ. Sửu tức là con trâu. Và để biết hai vần này được đọc như thế nào, Chúng mình cùng học đọc. Các con cùng cô đọc đánh vần, sau đó đọc trơn cả hai vần này nhé. I, U, Yêu, Yêu. Ư, u, u, Yêu, Yêu. Các con đọc lại hai vần này cùng cô. Yêu. Yêu 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 Và với hai vần này, cô có các tiếng như sau. Cô có vần yêu kết hợp với âm đầu là âm l. Các con cùng đánh vần với cô. L yêu liu 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 ở tiếng lưu. Cô không ghép tiếng này với thanh ngã vì tiếng đó không tạo nên từ có nghĩa. Tương tự, cô thay âm đầu là âm r. R yêu riu. 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 Chờ yêu chiu. 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 Chiu tờ yêu tiêu 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 tiểu 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 các tiếng chứa vần ưu cờ ưu kêu 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 cứu cửu cửu Cựu sờ ưu sưu 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 sửu lêu yêu lưu 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 lựu hờ yêu hưu, hưu hưu hữu các con cùng tương tác với olm trong câu hỏi sau đây các con đã nối rất chính xác cô khen các con các tiếng chứa hai vần yêu ưu còn có thể xuất hiện trong các từ như sau chúng mình cùng đọc đánh vần sau đó đọc trơn các từ này các con nhé đầu tiên cô có sáu từ chứa vần yêu cờ ai cai sắc cái Rờ yêu riêu huyền rìu cái rìu n yêu niu, sắc níu -ni ca eo keo sắc kéo níu kéo chờ yêu chiêu nặng chịu khờ o kho sắc khó chịu khó bờ e bé sắc bé sờ yêu siêu sắc xíu bé xíu yêu hỏi yểu sờ yêu siêu huyền xiu yểu xiu bờ ân bân nặng bận bờ yêu biêu nặng điệu bận biệu các con hãy cùng trả lời câu hỏi sau. Các con đã lựa chọn rất chính xác. Cô khen các con. Các tiếng chứa vần ưu. mưu ưu mưu, chờ y chi sắc trí, mưu trí. Ưu. Đờ ai đai ngã đãi, ưu đãi. Cờ yêu kêu sắc cứu, hờ ô hô nặng hộ, cứu hộ. của a qua hỏi quả, lờ yêu lưu nặng lựu, quả lựu. Bờ ưu bưu, phờ âm phâm hỏi phẩm, bưu phẩm. Cờ on con cờ yêu cưu huyền cưu. Con cưu. Cô trò chúng mình vừa học đọc xong các từ chứa vần yêu, ưu. Các con hãy cùng tương tác với Olamer trong câu hỏi sau. Rồi sau đó, chúng mình cùng đọc trơn lại các từ này nhé. Các con đã lựa chọn rất chính xác. Cô khen các con. Cô và các con cùng đọc lại các từ này. Cái rìu Níu kéo Chịu khó Bé xíu Yêu xìu Bận biệu Mưu trí Ưu đãi Cứu hộ quả lựu bưu phẩm con cừu